Chào mọi người, chào các bạn. Hôm nay Tina trồng rau tầng ô, cải cúc. Mỗi năm Tina dự giống lại Tina trồng đó. Thì hôm nay Tina chia sẻ cái cách mà Tina trồng như thế nào. Các bạn xem cho vui nha. Tina đã chuẩn bị đất cho cái bồn này rồi đó. Giờ Tina sẽ rải hạt cải cúc xuống này. Cải cúc này á, nó khô, lúc mình bỏ xuống mình bóp ra một chút đó, như vậy nè các bạn, mình bóp cho nó rớt ra đó, rồi mình rảy đều. Cái hạt nó nhỏ lắm, mình bỏ xuống đất mình không có thể thấy nó được, cho nên mình cứ rải đều tay là được đó các bạn. Đó, như vậy bóp ra cho nó rớt ra rồi mình rải. Đó, như thế thì mình làm cũng đơn giản đó các bạn. Này Tina rải xuống, nó vừa vỏ bông rồi nó vừa cái hạt mình không có thấy được, cứ rải đều tay là được đó. Cải cúc này mình khi mình trồng cuối mùa mình để giống vài cây thôi các bạn, là năm nào mình cũng có giống mà mình trồng ha, rất là dễ trồng các bạn. Rồi sau khi mình rải hạt xong á, Tina cho một lớp đất seed starding này nè. Một lớp mỏng lên trên mặt á. Đó, như vậy để cho nó nảy mầm nhanh đó. Chỉ rải một lớp mỏng lên trên là được các bạn. Này, cái đất này nó giữ cho ẩm ướt này thì nó có độ nảy mầm cao. Mình rải một lớp mỏng lên trên mặt.
giờ mình tưới nước, tưới nhẹ nhẹ thôi các bạn, cả cái hạt nó bay. Như vậy là xong. Cây tầng ô sau một tuần này các bạn, nó đã lên mấy lá mầm rồi nè. Dễ thương ha. Xuống đó, đôi khi không có điều tay á, cái chỗ thưa chỗ dày. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Tina hẹn các bạn video kế tiếp. Chào các bạn.